Đó lại là một đạo hoàn toàn do xương đỏ ngưng tụ mà thành thân ảnh, mang theo ảnh xuất hiện trong trước mắt. Đường Tam liền thấy từng cái sặc sỡ lóa mắt, điểm ánh sáng phát lên. Đường Tam hai mắt nhắm lại, sư hổ biến phát động, bạch kim sắc sư hổ kim cương lập tức trải rộng toàn thân. Trong chớp mắt, nhân hình nọ bóng người màu đỏ phía bên trên bắn ra từng đạo kim quang màu đỏ, thẳng đến Đường Tam mà đến. Mấy chục đạo hào quang, mỗi một đạo cũng tương đương với liệt dương hoa tinh tộc kiểu giai cường giả tố đỉnh toàn lực công kích, trong chốc lát bao phủ Đường Tam. Đường Tam cũng không có muốn né tránh ý tứ, ngược lại hai mắt sáng tỏ, hai tay trước người vẽ cung, sư hổ kim cương mang theo một cái màu trắng vòng xoáy, cưỡng ép ngăn cản những cái kia kim hào quang màu đỏ xâm nhập. Duy nhất cảm thụ một hừng hực chí dương chi khí xuất phát, ở trong chứa kinh khủng hòa độc, nếu như xâm nhập thể nội, lực lượng phá hoại nhất định cực kỳ kinh người. Nhưng Đường Tam hay là khống chế được, khi hắn vẽ ra vòng tròn ở trong từng đạo kim hào quang màu đỏ nhào nhào vỡ vụn, hóa thành kim hồng sắc quang vững, khi hắn dẫn dắt dưới, tan người trong thân thể hắn. Đây là chí dương chí cường khí tức, cũng là chí dương chí cường năng lượng. Kim hào quang màu đỏ xâm nhập kéo dài mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Trên người của Đường Tam, sư hổ kim cương mặt ngoài cũng bịt kín ra một tầng kim hồng sắc vầng sáng. Công kích kết thúc, cái kia bóng người màu đỏ lặng lẽ tản đi. Đây tuyệt đối là Đường Tam chỗ leo lên trên qua bên trong ngọn thánh sơn khó khăn nhất chống lại từng cái tòa. Loại trình độ này khảo hạch, liền xem như phổ thông chúng quần yêu vương cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Bình thường mà nói, chỉ có hỏa thuộc tính kiểu giai cường giả tối đỉnh, còn nhất định phải là nhất cấp huyết mạch mới có ngăn cản khả năng. Đường Tam lại đem phần này năng lượng tất cả đều hút vào bên trong cơ thể của mình, hóa thành một cái kim quả cầu ánh sáng màu đỏ, thông qua tinh thần lực lượng cưỡng ép khống chế, áp chế hắn không đến mức bộc phát. Cái kia bóng người màu đỏ là cái gì? Hắn đại khái đoán được. Đường Tam đứng tại chỗ yên lặng cảm giác chỉ chốc lát sau đó, không có tiếp tục leo về phía trước, mà là quay người đi xuống chân núi. Đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Đã thông qua vì sao không tiếp tục hướng bên trên? Đường Tam xoay người hướng về phía Thiên Dương Thánh Sơn đỉnh núi phương hướng có một chút khom người sẽ nói. Còn không đủ, khẳng định không bất quá tiếp theo khảo nghiệm, trở về cố gắng về sau lại đến thử nghiệm. Nói xong hắn lần nữa khom người thi lễ một cái, sau đó bước nhanh xuống núi. Đến với Thiên Dương Cung, một đóa kim hồng sắc đại hoa dáng dấp yểu điệu, âm thanh trầm thấp nói một mình, cảm giác kỳ quái đó là thuần phệ lực lượng, cũng không phải là hỏa thuộc tính, nhưng lại hình như có vận mệnh che đậy, lại là lão hồ ly phái tới hay sao, nhưng lại không có tiếp tục hướng bên trên kỳ quái. Đường Tam cực nhanh hạ sơn, thu liễm trên người lưu lại chí dương chí khí, sau đó liền chùi tiễn vào xe ngựa, tiến về hạ một cái địa điểm. Hướng về hắn phát động công kích bóng người màu đỏ là cái gì? Hắn là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tại cửu giai cấp độ một đạo phân thân. Làm đương thời mạnh nhất Thiên Tinh Hoàng, hắn tỏa thánh sơn này cũng không phải là dùng để kiếm tiền, mà là dùng để trợ giúp tộc nhân tăng cao tu vi đấy. Hắn muốn tự leo lên trên người bên trong tìm kiếm thiên phú tuyệt hảo hậu bối, khi tương lai mình người thừa kế, cho nên khảo nghiệm mới sẽ khó khăn như thế. Mà đường tam hấp thu đấy chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tại cửu giai đỉnh phong cấp độ phần thân công kích. Năng lượng, những năng lượng này từ đâu mà đến? Như cũ là nguồn gốc từ huyết mạch. Mục đích của Đường Tam chính là hấp thu cửu giai đỉnh phong huyết mạch năng lượng bằng vào người cửu giai cấp độ linh thể thiên nhãn che giấu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng vô pháp lại phân thân dưới tình huống cảm giác trạng thái của Đường Tam. Mục đích đã đạt đến, lúc này không đi chờ đến khi nào? Đường Tam ngay đầu tiên ly khai, hắn cũng không dám leo lên trên về phía trước rồi. Vì thiên dương này, thiên tinh hoàng cho hắn một loại cảm giác giống như núi lửa lội liễm. Hoàng giả thần thức rất mạnh, hắn mặc dù bây giờ thần thức so với trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng có thể hay không tại trước mặt hoàng giả hoàn toàn che giấu tự thân vẫn là rất khó nói. Kế tiếp mục đích chính là địa âm thánh sơn. Đã có thiên dương kinh nghiệm của thánh sơn, Đường Tam suy đoán địa âm tình huống cung thánh sơn hắn là không xa biệt lắm. Địa âm thánh sơn về sau hắn còn có hai tòa thánh sơn là phải đi đấy, hoàn thành đầy hết thảy mới xem như vì tiếp xuống chuẩn bị kỹ càng. Thanh chủ đại nhân là sẽ tiến vào phạm vi tổ đình, chúng ta sẽ rơi xuống đất liền tiếp tục tiến lên. Được, mỹ công tử ngồi ở trong xe ngựa đáp lại một tiếng. Cuối cùng đã tới, khảo nghiệm của nàng đã sắp đến, trong nội tâm của nàng nhiều ít vẫn là khẩn trương, trên thực tế cũng không có khả năng không khẩn trương. Lần này tổ đình báo cáo công tác chí ít là từ mặt ngoài đến xem, là nàng một người chiến đấu, liền ngay cả hắn cũng không ở bên cạnh mình. Mặc dù biết hắn không thể nào ở bên người mình đối với trợ giúp của mình mới nên là lớn nhất, có thể lòng của nàng vẫn như cũ có chút thấp thỏm không yên, dù sao thì nàng mới bao nhiêu lớn niên kỷ, trường hợp như vậy còn là lần đầu tiên đối mặt.
Lần trước đến Tổ Đính, mặc dù cũng là vạn chúng chú mục, nhưng đối mặt với cũng là đồng dạng tuổi trẻ cường giả, mà lần này nàng phải đối mặt là đến từ Thiên Vũ Đế Cung các hoàng giả. Ngay tại Mỹ công tử xe ngựa hạ xuống mặt đất, tiếp nhân Tổ Đình thời điểm, Tổ Đình bên này đã sớm phái người tới đón tiếp. Nghênh tiếp người đều là Tổ Đình thân vệ, không có bất kỳ cái gì cao tầng, thậm chí ngay cả một vị yêu vương cấp bậc cường giả đều không có. Mỹ công tử không có xuống xe, mệnh lệnh xe ngựa trực tiếp tiến nhân Tổ Đình. Ra oai phủ đầu, ánh mắt của Mỹ công tử khôi phục lại bình tĩnh, thấp thỏm không yên dần dần tàn đi. Nàng là loại kia càng đối mặt nan đề, càng có thể giữ vững tỉnh táo tính cách. Tổ Đình thái độ đối với nàng, ngược lại để cho nội tâm của nàng đều dấy lên dục vọng chiến đấu. Tại Tổ Đình thân vệ phía dưới dẫn sắt, xe ngựa tiến người bên trong Tổ Đình. Một người tiến lên, tại bên trong Tổ Đình không thể chạy như bay, cho nên tốc độ không nhanh. Mỹ công tử vén màn cửa lên, nhìn xem đã có mấy phần địa phương quen thuộc, nhấn lên trên lỗ tai dụng cụ thông tin phát khởi thông tin. Rất nhanh thông tin kết nối. Thông tin kết nối trong nháy mắt đó, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình buông lỏng rất nhiều. Một bên khải truyền đến âm thanh quen thuộc. Tới rồi sao? Đã đến, Mỹ công tử nhẹ giọng nói ra. Người bên kia thế nào? Đường Tam nói, hết thảy kế hoạch tiến hành trước mắt thuận lợi. Vậy là tốt rồi, cho ta đã đến Tổ Đình trưởng lão hội. Khả năng liền không thể nào tấp nập cùng với người nói chuyện, chính ngươi muốn cực kỳ cẩn thận. Được rồi, yên tâm, ngươi cũng phải cẩn thận. Âm thanh của Đường Tam vô cùng nhu hòa. Mỹ công tử trầm mặc một chút về sau rồi nói, nghĩ ngươi có lẽ là sắp đứng trước áp lực cực lớn. Giờ này khắc này nàng thật sự rất muốn hắn liền ở bên người mình. Đang nghe âm thanh của hắn về sau, đối với hắn tưởng niệm càng là giống như giếng phun, giống như bộc phát. Cho dù là cách dụng cụ thông tin, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được Mỹ công tử tình cảm và động. Ôn nhu rồi nói, ta cũng nhớ ngươi, tin tưởng ta coi như là lần trước xuất hiện ở trước mặt của ngươi thời điểm. Vô luận đối thủ là kẻ nào, ta nhất định còn có bảo hộ lực lượng của ngươi. Được rồi, chỉ cần ngươi bình an là tốt, không cần lo lắng cho ta, cùng lắm thì chính ta không làm cái này vị thánh chủ, ông ngoại bảo hộ ta chủ toàn không có vấn đề. Trước khi tới, bọn hắn liền đã kỹ càng phân tích qua báo cáo công tác sẽ đối mặt với các loại vấn đề, cùng khả năng xuất hiện tình huống. Đầu tiên phân tích chính là kết quả xấu nhất. Đối với Mỹ công tử mà nói, kết quả xấu nhất dĩ nhiên chính là báo cáo công tác không thông qua, bị tước đoạt chức thành chủ, ngay cả bị giam lỏng ở trong Tổ Đình. Thế nhưng mà có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cái này ruột thịt ông ngoại tại đó, Thiên Vũ Đế Quốc các hoàng giả khác bao nhiêu đều sẽ làm cho Mỹ công tử một điểm mặt mũi. Dù sao ai cũng không nguyện ý cùng với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là địch. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc trước thái độ đối với bọn họ đến xem, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại thời khắc mấu chốt là nhất định sẽ vì bọn họ ra mặt, cho nên an toàn của Mỹ công tử vấn đề kỳ thật là còn tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bảo vệ vấn đề của nàng không lớn, đây cũng là Đường Tam yên tâm làm cho hắn tự mình đến Tổ Đình nguyên nhân. Tương đối mà nói, Đường Tam phải đối mặt kết quả xấu nhất chính là khả năng phiền toái rồi. Hắn đem đối mặt với là sinh tử quan chân chính một độ kiếp hay sao, hắn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam nói, tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm, cứ dựa theo chúng ta ước định khi trước, phương thức thông chi của ta, ta sẽ lập tức đi tới bên cạnh người. Ta muốn tiếp tục đi làm công tác chuẩn bị rồi. Người ở bên kia xác định thời gian về sau, cũng thông chi cho ta, dựa theo chúng ta ước định ám hiệu. Tốt rồi, hết thảy cẩn thận. Dập máy thông tin, trên mặt của Mỹ công tử suốt cuộc lộ ra một miệng vòng mỉm cười. Chỉ ít đến bây giờ phút này mới thôi, kế hoạch của bạn hắn hay là thuận lợi. Tất cả biết nàng đến báo công tác, người đều cho rằng nàng đem đứng trước thử thách to lớn. Nhưng trên thực tế chỉ có nàng biết, Đường Tam mặt trước khi đấy so với nàng phải gian nan không biết bao nhiêu lần. Đây là một lần bọn hắn cùng nhau đối mặt cửa ải khó khăn. Chính như Đường Tam nói như vậy, chỉ phải qua cửa này, đối với bọn hắn mà nói liền thật sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay rồi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, dùng một đoạn thời gian không ngắn mới tới mục đích. Tổ Đình nghị hội ngay tại Tổ Đình Đại Quảng Trường Cảnh Bách. Mà một tòa cực lớn núi cao, độ cao đủ để cùng với Tổ Đình chung quanh cái kia một vòng hoàng giả thánh sơn so sánh. Nghị hội tại bên trong núi cao, nghe nói toàn bộ tòa núi cao đều là trống rỗng đấy. Xe ngựa tại trên núi bị ngăn lại, Tổ Đình thân vệ biểu thị Mỹ công tử cần phải đi bộ tiến người hội nghị. Đây là quy củ, bất luận cái gì cấp bậc cường giả đến nơi đây đều về sau đều muốn xuống xe ngựa đi bộ. Mỹ công tử đi xuống xe bay, cách đó không xa chính là nàng lúc trước chiến đấu qua địa phương. Ở chỗ này, nàng thu được từ lúc chào đời tới này lớn nhất vinh quang, càng làm cho toàn bộ Tổ Đình thậm chí là yêu tinh đại lục đã biết tên của nàng, để cho khổng tước yêu tộc hào quang tái hiện. Nhìn từng cái hạn Tổ Đình đại sóng trận phương hướng, ánh mắt của Mỹ công tử mới chuyển hướng về nghị hội núi.
Không thể nghi ngờ, nơi này là toàn bộ yêu tinh đại lục cao nhất cơ cấu quyền lực vị trí. Ngày bình thường, nghị hội trong núi chỉ là có một vị hoàng giả tọa trấn, do tất cả hoàng giả thay phiên đóng giữ. Mỗi khi có đại chuyện phát sinh, các hoàng giả liền lại ở chỗ này nghị luận cũng hạ quyết tâm, từ đó khống chế toàn bộ yêu tinh đại lục quyền sinh sát. Nghị hội núi rất cao, đỉnh núi đã người nói, nhìn từ phía dưới không được đầy đủ. Ngọn núi chính diện có thềm đá, có thể một mực leo về phía trước, có điểm sống leo lên trên hoàng giả cung điện chỗ sơn phong, nhân khẩu tại trong giữa sơn núi có thủ vệ thủ hộ. Tổ đình thân vệ đều là từ hoàng giả chúng quần chân tuyển siêu quần bạt tùy tồn tại. Lần này phụ trách nghênh đón nàng là thiên vũ đế quốc phượng hoàng vệ, xuất từ bất tử đại yêu hoàng nhất mạch. Phượng hoàng yêu tổng cùng với khổng tước yêu tộc là địch nhân vốn có. Riêng là từ nghênh tiếp đội hình liền có thể nhìn ra, tổ đình đối với mỹ công tử lần này báo cáo công tác bài xích. 20 tên sư hổ tộc thân vệ gặp gỡ mỹ công tử xuống xe, lập tức vây quanh đưa nàng bảo hộ ở trung tâm. Mỹ công tử hướng về nghị hội núi bậc thềm đi đến. Phượng hoàng vệ lại chặn lại đường đi của bạn hắn. Phong hoàng cầm đầu bộ trưởng bảo vệ trầm giọng nói: "Nghị hội núi trọng địa, thành chủ đại nhân chỉ có thể tự mình leo núi." Mỹ công tử thân vệ đội trưởng hừ lệnh một tiếng nói: "Chúng ta là hộ vệ của thành chủ, muốn thường xuyên thủ hộ ở bên người thành chủ." Phượng hoàng vệ lại không mảy may nhường, kiên trì nói: "Đây là quy củ, tùy tung cần thử khía cạnh tiểu người." Sư hổ thân vệ đội trưởng còn muốn nói gì nữa lại bị mỹ công tử ngăn cản: "Tốt, chính ta leo núi, các ngươi theo yêu cầu tiến vào." Nói xong thì nàng tự mình đi hướng nghị hội hồi núi thềm đá. Từ nàng tiến nhân tổ đình bắt đầu, đã có người chờ lấy nàng phạm sai lầm. Loại thời điểm này nổi giận sẽ chỉ làm cho chính mình ở vào càng thêm cục diện bất lợi. Trước khi đến đường Tam Biển đã nói với nàng, nhập gia tùy tục không nên gấp gáp, tỉnh táo đối mặt hết thảy mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Dù nói thế nào, mỹ công tử cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, so sánh những thứ này mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi hoàng giả mà nói, nàng cuối cùng còn nhỏ, vô luận tổ đình có nguyện ý hay không làm cho hắn báo cáo công tác thành công, chỉ ít lại báo cáo công tác trong quá trình không có khả năng quá độ áp bách nàng, hết thảy đều muốn tuân theo quy tắc, chỉ cần có quy tắc nàng liền có thể hợp lý lợi dụng quy tắc. Leo lên trên thềm đá, mỹ công tử hơi dừng lại một chút, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình xuất hiện ở trên người của nàng. Cỗ áp lực này cũng không phải là từ bên trên cao đi xuống đấy, mà là trực tiếp xuất hiện tại chân nàng phía dưới. Giống như là dưới thềm đá có một cỗ vô hình hấp lực đang hút dẫn thân thể của nàng, không nguyện ý làm cho hắn leo lên trên phía trước như vậy. Mỹ công tử chỉ hơi hơi dừng lại, liền bất động thanh sắc tiếp tục hướng bên trên đi đến. Bước tiến của nàng 10 phần nhẹ nhàng, cũng không có dừng lại. Dù là mỗi nhất mạch thạch sai truyền đến hấp lực cũng đang không ngừng biến lớn, nàng tiến lên bước nhanh lại là giống nhau. Trọng lực sao? Đây là trọng lực tăng cường, là một cái giả oai phủ đầu. Mỹ công tử nhìn qua hết thảy như thường, giống như là một cái bình thường nữ hài tử, cũng không có khí thức cường đại phát ra, cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù. Phượng hoàng vẽ sống nhiều đã sớm biết nàng muốn đối mặt cái gì, cho nên cũng không có đi theo nàng cùng một chỗ leo lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mỹ công tử tại tiến lên trong quá trình hết thảy tự nhiên thời điểm đó, cũng không khỏi mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả hoài nghi cái kia áp lực khảo nghiệm là không phải phá hủy. Áp lực khảo thí đương nhiên không có hủy bỏ, trọng lực còn đang không ngừng tăng cường, ngay cả ngẫu nhiên còn lại đột nhiên biến mất, giống như cố ý muốn để nàng mất mặt. Thế nhưng lại leo lên trên trong quá trình, mỹ công tử từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, giống như dưới chân hết thảy đều đúng nàng không hề ảnh hưởng. Đây là khổng tước yêu tổng chấn tổng thần kỹ một đấu chuyển tinh di. Tại thời điểm còn không có đột phá đến thần cấp, tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm, mỹ công tử liền đã có thể sử dụng đấu chuyển tinh di rồi. Thành thần về sau, thân thể của nàng nhận thiên kiếp tẩy lễ thoát thai hoán cốt, cũng không gian nguyên tố quan hệ trong đó trở lên trên thân mật vô gian. Tại cùng với đường Tam, nảy sinh lúc tu luyện, đường Tam thường xuyên sẽ phân số thì không đạo thiêu trợ giúp nàng đối với không gian nguyên tố tiến hành cảm ngộ, cũng truyền thụ cho nàng một vị thần vương đối với không gian lý giải. Nàng đấu chuyển tinh di cũng sớm đã đại thành. Lúc này, mặc cho dưới chân trọng lực như thế nào biến hóa, đấu chuyển tinh di cũng sẽ tự động vận chuyển, tháo bỏ xuống dưới chân truyền đến lực lượng, làm cho hắn tiến lên trên như thường. Điểm này không phải phổ thông yêu vương cấp bậc cường giả có thể làm được. Một thân thịnh trang mỹ công tử chậm rãi ngược lên, tổ đình hội nghị trên núi, thân thể của nàng cũng không thấy được. Nhưng ở leo lên trên trong quá trình, những phượng hoàng kia vệ tự nhìn hướng về nàng, đều có một loại thân hình của nàng đang không ngừng phóng đại cảm giác. Vì khổng tước này đã bắt đầu mang cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn thuộc về phượng hoàng phần kiêu ngạo kia lại trong vô hình bị áp chế.
Trên mặt của Mỹ công tử mang theo mỉm cười thản nhiên, nàng có thể cảm giác được, coi là mình đi tới sườn núi nghị hối nhân khẩu thời điểm đó. Dưới trân trọng lực lượng đã tăng lên tới tình huống bình thường gấp 10 lần, đây cũng không phải là phổ thông gấp 10 lần, mà là nhắm vào yêu phương cấp cường giả, cái này trọng lực càng là biến ảo khó lường. Nếu như dùng thần thức quan sát, liền có thể phát hiện, thân thể của Mỹ công tử không gian chung quanh thẳng đang biến hóa. Thông qua vặn vẹo cùng với rung động, lặng yên không một tiếng động hóa giải dưới chân trọng lực, hết thảy cũng lộ ra tự nhiên mà thông thuận, không có nửa phần tận lực. Rốt cuộc leo lên trên nấc thang cuối cùng, tất cả trọng lực cũng theo đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Mỹ công tử bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lên trên trước mặt cao tới 100 mét to lớn cửa đá, mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ở trước mặt của nàng chỉ có to lớn đi ngược chiều cửa đá, không có tổ đình thân vẽ, cũng không có ai là nàng dẫn đạo. Nếu đã đi tới nơi này, nàng không thể nghi ngờ là phải vào người cái này cửa đá đấy. Nàng muốn thế nào tiến vào, đẩy cửa ra sao?